Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Mai Tuyến Audio nhé. Hôm nay em xin phối ghép một combo sản phẩm gồm những hàng loa cực kỳ đẳng cấp và những con âm ly tốt nhất. Đây hôm nay em sẽ xin giới thiệu đến các bác một con một đôi Bose 601C3 hàng Hồng Kông nhập khẩu nguyên chiếc. Tiếp theo đấy là một con âm ly bãi Jaguar PA 506L hàng loại 1 Trung Quốc, và tiếp theo nữa là một con phiên bản vang cơ cao cấp nhất hiện nay với đầy đủ các tính năng đặc biệt như eco, revert và chống hú, đặc biệt là có tích hợp cổng Bluetooth để anh em rất là tiện lợi. Đó là phiên bản Vutin KM8FX dòng vang cơ cao cấp nhất hiện nay. Khi em phối ghép một chiếc âm ly PA 506 hàng bãi này thì kết hợp với cả một đôi bow thì nó cho ra một chất âm rất là hài hòa, âm bass rất là sâu, sâu lắng, âm tét thì rất là tơi và tí tách, rất là rõ ràng, sạch tiếng. Con âm ly Jaguar PA 506 hàng bãi này thì công suất của nó rơi vào khoảng 1080W nhân với cả đấy là tổng công suất 4 kênh, thì mỗi kênh của nó rơi vào khoảng 250W nhé. Những combo như thế này thì em ghép rất là cảm thấy rất là ưng ý bởi chất âm của nó ra rất là hay, các cái giải nó rất là đồng đều, và giải bass nó rất là sâu lắng và nghe rất là êm đã tai. Khi em phối ghép như thế này để em kết hợp một con vang cơ vào để cho anh em có thể vừa hát vừa nghe nhé, thì khi anh em nghe nhạc thì chất âm của âm ly nó ra rất là đầy đủ các giải, thì anh em ghép với cả dòng bow này thì rất là hay. Những cái giải bass và giải trung, giải tép thì được anh con âm ly nó lọc tiếng rất là tốt, thì khi đấy thì ta sẽ kết hợp với cả một con chiếc vang cơ Vutin để anh em có thể thỉnh thoảng có thể hát hò tiếng ra nó rất là hay. Đấy, nó vừa lọc nhạc, vừa lọc mic và lọc cả những cái âm vang để cho nó hài hòa nhất. Chúng ta cũng có thể chỉnh bass trung tép của mic và bass trung tép của nhạc trên vang Vutin luôn. Khi kết hợp với cả chiếc âm ly thì tất cả các cái giải âm của nó thì sẽ được nâng cao và tăng độ hay lên, và kèm theo đó thì anh em hát cũng rất là tuyệt bởi cái tiếng mic của vang nó lọc rất là hay rồi, sau đó lại có phần chống rít cực kỳ tốt. Đấy, anh em hát nó cực kỳ yên tâm trong cái không gian phòng khoảng 15-20m2, và nghe nhạc thì khi ghép với cả âm ly như thế này thì nghe nhạc cũng là một đẳng cấp cao nhất trong thị trường hiện nay anh em chơi. Thường anh em ghép như thế này thì kết hợp với vang để hát thêm, hát cho nó hay thêm. Dòng bow 601C3 bản Hồng Kông này thì anh em khỏi phải nghĩ về chất âm. Với chiếc vỏ gỗ rất là đẹp, kèm theo đó là những bát tép và bóng đèn cực kỳ chất giống như hàng xịn vậy, mà chúng ta bỏ ra chỉ bằng một phần 10 của số tiền là chúng ta đã sở hữu ngay được một đôi boss xịn này rồi. Bây giờ em sẽ thử một bản nhà vàng cho anh em một đoạn nhé, sau đó em sẽ test phần mic karaoke để anh em. Tôi lại về bên em,
nên đường dài đất dài ta mặc tình dòng trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một đùa lây đây. Ta sẽ thăm từng người, sẽ vô thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sao cơn mê vẫn say, dù bao tháng năm đau thương gặp vui. Trường xa bóng em sao lại về, cùng theo lũ em.